Xin chào các bác nhé. Đấy, có rất nhiều các bác khách có bảo em là lắp một cái cấu hình đơn giản, gọn nhẹ, tiết kiệm chi phí để dành cho những anh em mà đi làm những cái show đám cưới bé bé đấy. Đấy thì hôm nay bây giờ nó muộn rồi chứ đáng nhẽ đủ bộ của nó là phải thêm 4 con pallet nữa. Phải thêm 4 con pallet đan chéo nhau ở kia nữa, xếp hàng ngang ở trên nữa thì nó sẽ đẹp hơn nhiều. Đấy, ngày mai sẽ lắp pallet lên. Cấu hình rất đơn giản hiệu quả bác nhá. Đây là một đôi bim. Đôi bim này các bác có thể dùng F230 mới em đang bán, hoặc là đây là cái đôi S500 đấy các bác nhá. Rất đẹp và sáng. Đấy, các bác mua trọn gói thì em có thể set up cho các bác. Các bác về các bác chỉ việc dùng thôi. Còn các bác nếu mà đã có bàn rồi thì em cũng có thể hướng dẫn các bác sử dụng được. Rất nhiều anh em hướng dẫn cách chỉnh bàn ở trên YouTube rồi, nó cũng không khó khăn gì cả. Đấy, với cấu hình này cấu hình đơn giản nhất rồi. Đấy, nhưng mà vẫn rất là đẹp các bác nhé. Cấu hình chỉ có một đôi bim và các bác có thể mua thanh led mành hoặc là không cũng được. Nhưng mà pallet thì em nghĩ là chắc là phải lên mua pallet. Đấy, và phải có máy khói thì nó mới ra được những cái tia như này các bác nhé. Đấy, ánh sáng là bắt buộc là phải có khói. Cấu hình rất đơn giản thôi. Trên 20 triệu đồng thôi nhưng mà nhìn rất là đẹp. Đấy, còn khi các bác sử dụng bàn thì cái con bàn mà em thấy dễ sử dụng và có nhiều hiệu ứng đẹp nhất thì cho cái phân khúc trên 3 triệu một tí thì có cái bàn King Kong 256 này. King Kong 256 em sử dụng này, setup rất là dễ dàng. Đấy, và lưu cảnh cũng dễ dùng hơn những cái bàn mà 600 với lại bàn hơn triệu ấy. Các bác mà xác định đi làm thì cũng nên đầu tư một cái tầm trên 3 triệu này, làm nó sẽ ổn định và nó dễ dàng hiệu quả hơn nhiều. Đấy, bác nào mà có nhu cầu về ánh sáng, âm thanh thì cứ liên hệ với em để em tư vấn nhé. Đồ đạc thì em toàn tuyển chọn những cái đồ rất là đẹp, rất là mới. Đấy, như cấu hình này, cặp bim này là cặp bim mới 100%, giá là 11.500.000, có cả thùng đôi. Em chỉ còn vài cặp nữa thôi. Còn cái led mành có viền led kia cũng là mới tinh. Đấy, giá trên 4 triệu một cây. Anh em mà sâu đám cưới những cái phông nó cũng đấy, nó nhỏ nhỏ ngang nó tầm khoảng 5 mét, hai con bim một con kia ở giữa và 4 con pallet nữa là quá ok luôn rồi, sập sình bay nhảy thoải mái rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.